Sau một thời gian bình chọn quyết liệt trên Facebook, vòng một bình chọn video clip ekip 3i được yêu thích nhất đã kết thúc vào lúc 10 giờ ngày 12 tháng 9 và kết quả là đứng thứ nhất là ca khúc Có Không Một Tình Yêu của ca sĩ Tim, mã số 6238 với 155 like. Ca khúc thứ hai Khi Nắng Chưa Đầy của Hồ Trung Dũng, mã số 731 với 150 like. Ca khúc Yêu Lại Từ Đầu của Khắc Việt, mã số 7350 với 81 like. Ca khúc đứng thứ tư Suy Nghĩ Trong Anh của Duy Khoa, mã số 7486 với 77 like. Ca khúc Vì Anh Vô Tình của The Man, mã số 505 đứng thứ 5 với 68 like. Ca khúc Tựa Vào Vai Anh của Khánh Phương, mã số 6212 đứng thứ 6 với 66 like. Ca khúc Ngày Mai Nắng Lên Anh Sẽ Về của Hoàng Anh Khang, mã số 2646 đứng thứ 7 với 45 like. Dù Anh Vẫn Còn Yêu của Khánh Phương và Quỳnh Nga, mã số 2414 đứng thứ 8 với 37 like. Ca khúc Mùa Băng Giá của Khánh Trung, mã số 7636 cũng đứng thứ 8 với 37 like. Ca khúc Yêu Người Không Cưới của Lâm Trấn Huy, mã số 656, đứng thứ 9 với 28 like. Ca khúc Vì Sao Cuối Trời của Minh Vương, mã số 1826, đứng thứ 10 với 25 like. Môi Sao Trắng của Akira Fan, mã số 6357 với 25 like cũng đứng thứ 10. Các bạn tiếp tục bình chọn cho top 10 để chọn ra 3 ca sĩ có 3 video clip nhận được lượng like cao nhất, sẽ giành được 3 mã số đẹp lần lượt là 8383, 8282 và 8181. Truy cập vào mục câu hỏi poll trên trang chủ của facebook.com/quanhaitv để tham gia bình chọn cho vòng 2. Vòng 2 sẽ kết thúc vào lúc 10 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2011. Hoặc truy cập vào diễn đàn của ITV ở địa chỉ kênhaitv.vn/diễn đàn để biết thêm chi tiết.